Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm qua và rạng sáng nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 160mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nên từ nay đến ngày 21 tháng 10, toàn Trung Bộ có mưa diện rộng. Đặc biệt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 400 đến 600mm. Ở Nghệ An là từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, lượng mưa là từ 150 đến 250mm cả đợt. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi là từ 50 cho tới 100mm. Do mưa kéo dài nên lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn ở mức cao. Tối đến đêm nay 18 tháng 10, mực nước trên các sông có khả năng như sau. Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9m ở mức báo động 2. Trên sông Danh tại Mai Hòa lên mức 7m. Trên báo động 3, 0,5m. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 4,5m. Trên báo động 3, 1,8m. Trên sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 4,3m. Trên báo động 3 là 0,3m. Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 6,9m. Trên báo động 3 là 0,9m. Tình trạng ngập úng vẫn diễn ra diện rộng tại các tỉnh thành trên và còn kéo dài trong thời gian tới. Người dân cũng cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét vùng đồi núi. Thành phố Đà Nẵng ở nơi trục giải hội tụ đi qua nên sẽ tiếp tục nhiều mây hơn. Mưa lớn tiếp tục xảy ra trong ngày nên sẽ gây trở ngại cho các hoạt động giao thông cũng như các sinh hoạt thường nhật của bà con trên khu vực. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 28 độ. Với các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên thời tiết vẫn xấu với mưa vừa mưa to. Trời nhiều mây cả ngày và nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới ngưỡng 30 độ ở Nam Bộ và dưới 28 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Người dân vùng cao cần tiếp tục cảnh giác với sạt lở đất, lũ quét và ngập úng ở vùng trũng của Nam Bộ. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay duy trì nhiều mây, có mưa bất chợt vào thời điểm trong ngày. Do đó, sáng sớm và đêm muộn có mưa nhiều hơn. Phần vùng trũng giáp ven biển cần đề phòng nguy cơ ngập úng. Do có mưa ngắt quãng nên nhiệt độ cao nhất hôm nay tại đây phổ biến dưới ngưỡng 30 độ. Trời mát nhưng không mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, hiện hình thế gây mưa đã yếu hẳn nên thời tiết Bắc Bộ chuyển tạnh ráo vào ban ngày. Tuy nhiên do trời còn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất vẫn ở ngưỡng thấp, phổ biến trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Sáng sớm và đêm chỉ từ 18 đến 21 độ, có nơi thấp dưới 17 độ, trời lạnh cả ngày và đêm. Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây vào sáng nay và còn duy trì đến đêm nay. Kết hợp với tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chỉ ở mức dưới 24 độ, sau giảm về mức 20 độ trong tối nay. Quý vị chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe trong những đợt lạnh đầu mùa. Trong những ngày tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi khối không khí lạnh tăng cường và rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ. Do đó trời vẫn còn nhiều mây, có lúc có mưa nhưng cường độ mưa không lớn, phổ biến mưa nhỏ. Nhiệt độ ban ngày khá thấp, dao động trong khoảng từ 22 cho đến 26 độ, cho nên tiết trời mát mẻ. Về đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ giảm còn từ 17 cho đến 21 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 17 độ, trời rét. Do đó quý vị đến đây du lịch trong thời gian tới nên mang theo áo ấm để bảo vệ sức khỏe của mình. Đối với khu vực Trung Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ trở vào cho đến Trung Trung Bộ vẫn phổ biến thời tiết nhiều mây và có mưa ở trên diện rộng. Rải rác mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là tại khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Vì vậy, quý vị không nên đến đây du lịch trong những ngày tới. Riêng với khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết có phần tốt hơn. Mưa xuất hiện không nhiều và cường độ mưa không lớn, ban ngày trời vẫn có nắng, nên nhìn chung vẫn tạo điều kiện cho du lịch. Trong những ngày tới, thời tiết ở Tây Nguyên vẫn sẽ là trạng thái nhiều mây và ban ngày nắng yếu gián đoạn. Đồng thời, từ chiều đến tối, những cơn mưa rào sẽ xảy ra ở trên diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị đến đây du lịch nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm chiều tối và lưu ý giữ ấm cơ thể vì nhiệt độ về đêm và sáng tại đây chỉ khoảng từ 19 cho đến 23 độ, trời lạnh. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết có xu hướng giảm mưa và có nắng nhiều hơn trong ngày nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Mưa sẽ tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối, còn các thời điểm khác trong ngày trời ít mưa.
Về nhiệt độ, mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 33 độ. Về đêm, nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ. Do vậy, tiết trời vẫn khá mát mẻ và dễ chịu. Tương tự như vậy, thời tiết An Giang những ngày tới cũng sẽ có nắng nhiều hơn. Thời điểm sáng và trưa khá thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, trong hành trình tham quan của mình thì quý vị vẫn nên lưu ý tìm nơi trú ẩn vào buổi chiều tối khi mà mưa dông có khả năng xuất hiện để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mình. Thưa quý vị và các bạn, An Giang là vùng đất nổi tiếng miền Tây với rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp thu hút du khách lẫn trong và ngoài nước. Nổi bật trong đó là những dãy núi, những cánh đồng bao la rộng lớn và không thể không nhắc đến rừng tràm Trà Sư, một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại An Giang. Rừng tràm Trà Sư có diện tích khoảng 845 ha, nằm ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là khu rừng sinh thái tuyệt đẹp với nhiều loài động vật và thực vật đa dạng phong phú. Đến tham quan rừng tràm Trà Sư, du khách sẽ được ngồi trên những chiếc xuồng nhỏ lướt trên mặt nước êm đềm, tận hưởng bóng mát từ những dạng rừng tràm, chiêm ngưỡng cảnh quan nên thơ, bình dị và sự hiện diện của những đóa sen hồng nổi bật trên mặt nước dưới những thảm thực vật xanh tốt, góp phần làm cho cảnh quan thêm thơ mộng hữu tình. Trong khu rừng tràm còn có cầu tre vạn bước với tổng chiều dài đầu tư lên đến 10 km, được làm hoàn toàn từ tre. Sự hiện diện của cây cầu này không chỉ góp phần cho cảnh quan thêm phần độc đáo, mà còn tạo điều kiện cho du khách có thêm những trải nghiệm tuyệt vời khi có thể vừa thong thả bước trên chiếc cầu tre, vừa có thể thả mình vào không gian thiên nhiên trong lành, mát mẻ, lanh lảnh tiếng chim hót đầy yên bình.